Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 4. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài chương 3, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 9 và cho 3. Giới thiệu hình bình hành. Phần đầu tiên, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 9 và cho 3. Dấu hiệu chia hết cho 2 á thì tận cùng nó là con số chẵn là con số 0, số 2, số 4, số 6, số 8. Còn dấu hiệu chia hết cho 5 á, là tặng cùng với con số 0 hoặc là con số số 5. Còn dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9 này á, thì nó hơi giống giống nhau. Thì chúng ta cộng hết tất cả các chữ số lại. Ví dụ như số này là có 2 chữ số đúng không? Ta cộng lại mà chia hết cho 9 á, thì số đó chia hết cho 9. Cũng tương tự vậy, cộng lại mà chia hết cho 3 á, thì số đó chia hết cho 3. Ví dụ như đây là 1 ta cộng cho 7 bằng 8, 8 không có chia hết cho 9, cho nên số này không có chia hết cho 9. Và 1 cộng cũng tương tự, đây là 8, 8 ta không chia hết cho 3, cho nên số này không chia hết cho 3. Bài số 1, bài số là 127. Trong các số 328, 17 vâng vâng, cái giải như thế này. Và số nào chia hết cho 2? Vậy chúng ta quay lại, chúng ta xem cái dấu hiệu chia hết cho 2 là tận cùng nữa là 0, 2, 4, 6, 8. Đây, này, đây số chẵn này. Như vậy là số là 320, 18. Tận cùng là số lẻ không phải. Cái này lẻ không phải. Đây số này nữa. 3, 3, 3, 0. Đây số này nữa. 10. 17.652. Này là không phải. Đây số này 1, 2, 3, 4. Rồi số này số lẻ không phải. Số nào không chia hết cho 2? Rồi như vậy thì còn lại là không chia hết cho 2 thôi. Số 17 này, số này này 9.005. Số này này 490, 19. Số cuối cùng này 511. Bài tiếp theo, bài 128. Trong các số sau, số nào chia hết cho 5? Cho 5 là tặng cùng đó là con số 0 và con số 5. Này không phải. Đây 375, tặng cùng số 0, đây 2.000. Rồi, cái này không phải. Số này 5 số nào không chia hết cho 5? Vậy còn lại là đây 97. Đây số này 550, 14. Đây 12.068, 690, 11. Bài 129. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9? Rồi, chúng ta đi cộng hết tất cả các chữ số này lại. 8 cộng 4 12. Cái này là 1 cộng 8 bằng 9. Này là 2 1 3 4. 45 là 9. Này 9 cộng 9 18. 1 là 19. Cái này là 9 9 9. 9 nhân 3 là 27. Rồi số nào chia hết cho 9 đây? Số chia hết cho 9 là cái tổng của chữ số này. Mà chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9. Số 12 không được. Số này được nè. Như vậy là 1008. Rồi 2115. 19 không được, 27 được nè. 9099. Câu B, số nào không chia hết cho 9?
Như vậy là số 12 quay số 84 này, 84 này. Rồi 991. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài 130. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3? Rồi chúng ta cũng cộng lại. 1 cộng 5 là 6, 6 cộng 6 bằng 12. Này là 11. Này là 12. 1 cộng 2 2, 2 với 2 4. Này là 7 cộng 8 15, 1 16. Rồi số nào chia hết cho 3 đâu? Số 12 nè, số 12 chia hết cho 3 thì dẫn tới là số 156 chia hết cho 3. 11 không, số này 2. Số 4 chia hết cho 3 không? Không. Số 16 chia hết cho 3 không? Không. Như vậy là có bao nhiêu? Số 0 chia hết cho 3 à, số này 2018. Rồi số này, rồi số này, chúng ta qua bài tiếp theo, bài 131. Trong các số sau, số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 này tặng cùng đó là con số 0. À, đây số này 840. Đây 3.000. Này 1010. Câu B, số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5, nhưng mà loại trừ con số 0 ra. Được, loại trừ số 0 ra. Đây 358. Như vậy trong này là số chẵn chỉ có là, ngoại trừ số 0 ra chỉ có một con số này thôi à. Con này là lẻ, cái này là số 0 thì chia hết cho 5 rồi. Như vậy chỉ có một con số này. Câu C, số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. Như vậy là tặng cùng nó là sẽ là con số 5. Đây 260 15. Đây số này nữa, rồi hết. Số nào không chia hết cho cả 2 và 5, như vậy chúng ta sẽ loại ra là số chẵn và số 5. Đó, số 5 này, như vậy số 5 này lấy cái chậu này nó sẽ dính vô chia hết cho 5. Số này thì chia hết, cái này chia hết cho 2. Đây số này 143. Đây số này 720 11. Tiếp tục bài 132. Trong các số sau, câu A, số nào chia hết cho cả 2 và 3? Như vậy chúng ta sẽ đi tính tổng cái này. 1 cộng 8 là bằng 9. 1 cộng 9 là bằng 10. Này là 6, 5, 11, 12. 5, 11 bằng 6. 2, 3 với lại là 7 là 10. Số nào chia hết cho cả 2 và 3? Và trước tiên chúng ta xem số chia hết cho 2 là số này, số này, số này. Được, tặng cùng nó là số chẵn. À, số này là chia hết cho 2 nhưng mà nó cũng chia hết cho 3, tại vì số 9, số 9 chia hết cho 3 cho nên dẫn tới là con số là 108 này cũng chia hết cho 3. Đây là 108. Cái này thì không, tại vì số 10 này không chia hết cho 3. Số này là chia cho 3 nhưng mà không có chia 2 được. Số này là chia hết cho 2 và cho 3 luôn, tại vì số 6 chia hết cho 3, như vậy là 510. Rồi bài này, số nào chia hết cho cả 3 và 5? Như vậy tặng cùng nó là bắt buộc nó phải là chữ số 0 và chữ số 5. Rồi.
Dạy này không được. Số 0. Số 0 nhưng mà đây là 10, không có chia hết cho 3. Đây số này. Tổng cộng là 5 chia hết cho 5 và 12 chia hết cho 3. Vậy là 1060 15. Số này tổng cộng là chữ số 0 chia hết cho 5 và số 6 cũng chia hết cho 3. Số nào chia hết cho cả 2, 3 và 5. Giờ đây bắt buộc nó phải là chữ số 0. Rồi. Bắt buộc nó phải chữ số 0 mới được. Số 0 này không được. Cái này là 10 thì không chia hết cho 3. Không? Đây số này này. Tổng cộng chữ số 0 chia hết cho 2 và cho 5 và tổng chữ số nó là bằng 6. 510. Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3. Chia hết cho 5 đúng không? Chia hết cho 5 thì không chia hết cho 3. Đây số này. 1900 chia hết cho 5 nhưng mà nó đâu chia hết cho 3, tại vì nó là tổng cái chỉ số này có được 10 à, 10 không chia hết cho 3. Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Nè. Chia hết cho 3 nhưng mà không chia hết cho 9. Này số này chia hết cho 3 này. Đây là 1065. Rồi tiếp theo. Số này nữa, tại vì số 6 chia hết cho 3 nhưng mà nó không chia hết cho 9. 510. Đọc qua trang tiếp theo. Bài 133. Viết hai số, mẫu số có 3 chữ số và chia hết cho 2. Người ta yêu cầu là viết hai số mà mỗi số là có 3 chữ số, chia hết cho 2. Như vậy chúng ta sẽ chọn tổng cộng của nó là con số chẵn được không? Ví dụ như là con 1 2 4 một số. Chẳng hạn như là 3 7 8. Chia hết cho 5. Chia hết cho 5 này là tổng cộng là chữ số 0 và chữ số 5. Ví dụ như là 6 2 0 và 2 1 5. Câu C, chia hết cho 9 vẫn là 3 chữ số ha. Chia hết cho 9 thì tổng cộng nó là con số tặng, không phải tặng cùng nhưng mà tổng các chữ số là chia hết cho 9. Chia hết cho 9 đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ lấy là cái tổng là bằng bằng 9. 9 thì chẳng hạn như là 8 0 1. 8 cộng 1 bằng 9. Đó. Rồi ví dụ như 6 2, 6 cộng 2 là 8. 8 với lại là 1 nữa là bằng 9. Chia hết cho 3. Chia hết cho 3 thì tặng cái tổng chữ số là chia hết cho 3. Cứ nhầm qua tận cùng không. Chia hết cho 3 thì chúng ta sẽ có là chẳng hạn như là 2 0 1. À. Rồi chúng ta sẽ lấy tổng là 6 đi ha. 3 4 à 3 4 7 như vậy là 2 nữa. Thành ra tổng là 9 chứ không phải là đỡ lửa rồi. Tổng là 9 chứ không phải là 6. 3 4 7 7 là 9. Chia hết cho cả 2 và 5. Chia hết cho cả 2 và 5 thì tổng cộng nó là phải là chữ số số 0. 1 3 0. Rồi 4 5 0. Câu G, chia hết cho cả 2 và 3. Chia hết cho cả 2 và 3 thì chúng ta sẽ là thứ nhất là chúng ta sẽ tặng cùng là chữ số chẵn và tổng cái chữ số nó là phải là chia hết cho 3. Thì chúng ta sẽ chọn là chẳng hạn như là tổng của nó là 3 đi nè. Tổng là 3. 3 thì và cái chữ số của nó là chẳng hạn như là
tỉ số của nó là tận cùng là con số số 0 được không? Tận cùng là con số 0 chẵn rồi đúng không? Chẵn như vậy là tổng là bằng 3, như vậy đây là 0 rồi, 0 là hàng như 1 2 rồi. Ta lấy tận cùng đó là chữ số 2 thì ta sẽ nhắm tới là cái tổng của nó là 6. 6 như vậy là 2 2 nữa à. Chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3, gọi là tận cùng nó là chữ số 0 hoặc là chữ số số 5. Như vậy thì lấy là 3 3 2 3 2 5 5 với 5 nữa là bằng 10 à. Rồi 1 nữa, một số nữa nó hạn như là 4 4 với lại là 7 4 7 11 không. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài 134. Tìm chữ số tích hợp để viết vào ô trống sao cho cái chỗ này chia hết cho 3. 3 là cộng 2 là bằng bằng 5. 3 cộng 2 bằng 5. 5 như vậy thì chúng ta hướng tới là con số số 6, tổng của nó là 6 đúng không? Như vậy chúng ta sẽ điền là con số 1. Chia hết cho 3. 3 cộng 2 5 thì chúng ta đây chúng ta có thể là điền số 4 cũng được. 5 cộng 4 là bằng 9, 9 ta chia cho 3 được. Chúng ta có thể là nhắm tới con số 12 cũng được. 3 cộng 2 là 5. 5 với chỗ này số 7. 7 là 12 cũng được, được không? Vậy chỗ này chúng ta sẽ có là nhiều cách để nhiều chữ số để điền vào đây. Bài B 8 rồi cái ô trống 1 chia hết cho 9. Thì giáo hiệu chia hết cho 9 thì tổng tổng các chữ số này chia hết cho 9. 8 cộng 1 là bằng 9 rồi. Như chỗ này chúng ta cần 0 thôi, được không? 0 thôi. Cái này chia hết cho cả 2 và 5. Cả 2 và 5 thì là con số 0 bắt buộc với số 0 tận cùng. Câu D 43 ô trống chia hết cho cả 5 và 3. Như vậy chỗ đây là 1 là con số 0, 2 là con số 5. 4 cộng 3 bằng 7. 7 nếu chúng ta điền con số 0 thì là không được. Tại vì 7 là cộng 0 là bằng 7, 7 không chia hết cho 3. Cho nên chúng ta sẽ điền con số 5. 4 cộng 3 7, 7 cộng 2 là 7 cộng 5 là 12. Như vậy 12 chia hết cho 3. Này là chia hết cho cả 2 và 9. 2 ta cộng 5 là bằng 7. 7 như vậy chúng ta sẽ cần cho số 2 nữa. Này là bằng 9. Tận cùng nữa là chữ số chẵn chia hết cho 2. Đọc qua bài tiếp theo là bài 135. Khoanh vào chữ đặt trước, câu trả lời đúng. Chữ số cần viết vào ô trống của số 13 ô trống để được số chia hết cho cả 3 và 5. Như vậy là chia hết cho cả 3 và 5 thì tận cùng nó là chữ số 0 hoặc là chữ số 5. Chỉ có đáp án B hoặc là C thôi. Được. Còn A và D là coi như không phải. Tại vì cái dấu hiệu chia hết cho 5 mà. À, chúng ta xem đây là 1 ta cộng với 3 bằng 4. 4 mà ta cộng với 0 thì không được. Được không? 4 mà ta cộng với 0 là bằng 4. 4 không chia hết cho 3. Cho nên là người ta cộng với lại là 5. 4 ta cộng 5 là bằng 9. 9 là chia hết cho 3. Vậy là câu B. Nó qua bài tiếp theo, bài 136. Với 3 chữ số 2, 0 và 5. Câu A. Hãy viết các chữ số có 3 chữ số, 3 chữ số khác nhau. 3 chữ số khác nhau có nghĩa là trong một cái này chúng ta chỉ dùng một lần trong một một số thôi. Là trong một số thì chú sai, số 2 chúng ta dùng một lần và số 0 dùng một lần và số 5 là dùng một lần. Chứ chúng ta không thể là dùng 3 con số này hết luôn được. Không thể là dùng là 555 không phải. Không thể là dùng 222 không phải. Cho nên người ta nói là 3 chữ số khác nhau như vậy. Và chia hết cho 2. Chia hết cho 2 thì nó là tận cùng là con chữ số là 0 hoặc là chữ số 2. Như vậy chúng ta sẽ chọn con số 0 cuối ha. Chọn số 0 cuối thì nó là con số 2 và con số 5 đây.
với số 0 cuối này. Rồi như vậy thì đảo lại 5 2 0. Như vậy thì số 0 cuối thì chúng ta được hai số. Tiếp theo là chúng ta sẽ là con số 2 cuối cùng. Con số 2 cuối cùng thì chúng ta sẽ có là 5 0 2. Giờ con số 0 mà đảo phía trước là không được. Đảo phía trước nó trở thành là số có hai chữ số. Như vậy thì chúng ta có được là 3 số. Câu B. Hãy viết các số có 3 chữ số cũng là khác nhau luôn, chia hết cho 5. Chia hết cho 5 thì chúng ta sẽ có là tận cùng là chữ số 0 và chữ số 5. Như vậy là hai con số này được viết lại này. 2 5 0 5 2 0. Số này thì không được tại vì tận cùng là chữ số 2. Rồi, như vậy là còn là chữ số 5 tận cùng nữa đúng không? Chữ số 5. 2 0 5. À, như vậy là được 3 số. Bài 137. Với 3 chữ số 0 5 7, hãy viết một số lẻ có 3 chữ số, 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5. Một số lẻ một số lẻ thì tận cùng nó là phải là chữ số 5 đó. Như là người ta yêu cầu là viết một số lẻ như là 7 0 5. Bài tiếp theo. Bài 138. Với 4 chữ số 0 1 4 5, hãy viết một số có 3 chữ số. Như vậy là một số thôi mà có 3 chữ số. 3 chữ số khác nhau vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9. Như vậy là 1 4 5. Như vậy thì 3 số này chúng ta không được chọn cùng lúc. Tại vì nếu như chọn này 1 cộng 4 là bằng 5, 5 cộng 5 bằng 10. Như vậy không được, được không? Không được. Như vậy chúng ta chọn là 4 cộng 5 là 9. 9 và con số 0 là bằng 9 nha. Và người ta yêu cầu là chia hết cho 5. Như vậy tận cùng nó là chữ số 5 hoặc là chữ số 0. Như vậy là chúng ta sẽ chọn là viết là 4 5 0. Được rồi. Ta đảo con số 5 tới cuối cùng cũng được, được không? Tại vì đảo tới đảo lui gì cái tổng nó cũng vẫn là 9. Được. Mà số 5 mà đứng cuối cùng nó vẫn là chia hết cho 5, mà số 0 đứng cuối cùng vẫn chia hết cho 5. À, người ta yêu cầu viết một số, chúng ta viết một số thôi. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài 139. Câu nào đúng, câu nào sai? Câu A. Số có chữ số tận cùng là 4 thì chia hết cho 2. Số mà có chữ số tận cùng là 4, 4 là số chẵn thì chia hết cho 2. Như vậy cái câu này đúng. Được. Câu B. Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là 4. Như vậy cái này là thiếu ý. Thiếu ý nên nó sai. Thứ nhất là chia hết cho 2 là tận cùng nó là con số 0, số 2, số 4, số 6, số 8. À, chứ không phải là chỉ có kết luận là có số 4 không thôi đâu. Được. Cho nên cái này nó là sai. Thiếu ý. Nó có tới là con số 0, số 2, số 4, số 6, số 8 lần, chứ không phải là chỉ một số 4 thôi. Câu C. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là con số 0. Như vậy cái này đúng. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu D. Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 5. Cái câu này cũng giống như câu B vừa rồi á, câu B mới nãy á, thì nó thiếu nó tận cùng nó là chữ số 0 nữa, số 0 và số 5 chứ không phải là chỉ số 5 thôi. Rồi, cho nên là sai. Câu A. Số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết cho 5. Như vậy cái này đúng. Nó qua bài tiếp theo, bài 140. Tìm x biết. Câu A. X chia hết cho 2 và nằm ở trong các khoảng là lớn hơn 150 và bé hơn 160.
Vậy số chia hết cho 2 thì chúng ta sẽ có là x bằng 150, 150 này, như vậy chúng ta sẽ có là 152. Rồi 150 à, tặng cùng là chẵn đúng không? 150, 14, 150, 6, 150, 18 là 160 là coi như là bằng đây rồi, không được. Câu B, x chia hết cho 3 và nằm trong cái khoảng này. Như vậy là 3 ta cộng với lại 6 là bằng 9. À, 9 nhân tiếp theo chúng ta sẽ có là gì? 3, 6, 1. 3, 6, 1 là bằng 10 là không được, đúng không? Đây là 3 cộng 6 bằng 9. 9 mà chúng ta cần là chia hết cho 3 thì nó sẽ là 12. Tổng cái này là, tổng cái chữ số này là bằng 12. Như vậy chúng ta sẽ có x bằng nè. Số 3, số 6. 3 cộng 6 bằng 9 đúng không? 9 thì chúng ta sẽ cần thêm là 3 nữa. Như là 363. Rồi tiếp theo. Như vậy cái này chúng ta có là 12. 12 như vậy thì chúng ta sẽ có là 15 nữa. 15 chúng ta sẽ chia hết cho 3. Thì 15 nữa thì chúng ta sẽ cái này chúng ta sẽ cộng là thêm 2 nữa. Đó. Cái này là thêm 3 này chứ. Thêm 3 như vậy là 3 6 6. Rồi, chúng ta cộng thêm 3 nữa. À, tại vì là 15, 15 ta cộng 3 là 18, 18 để là chia hết cho 3. Như vậy cái này chúng ta cộng thêm 3 nữa, như vậy là 3, 6, 9. Như vậy là hết rồi. 3, 6, 9 cái này là 3, 3, 3, 7, 10. Như vậy là cái này tới đây là hết. Câu C, x vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5, nằm trong cái khoảng này. Vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 thì tặng cùng nó là phải là chữ số số 0. Đó. Tặng cùng chữ số 0 là x bằng này là 200, này là 210, được không? Tiếp theo 220. Tiếp theo 230. Tiếp theo thầy viết lên trên nha. 230 rồi 240. Rồi. Như vậy là tới đây là 240, tới 250 thì tới đây không được. Như vậy chúng ta sẽ có là 210, 220, 230, 240. Chúng ta qua câu D. X là số lẻ, x chia hết cho 5 và nằm trong cái khoảng này. Số lẻ thì tặng cùng là con số số 5. Đó. Như vậy là x bằng 120, 15. Rồi. 25 là tới 130 thì không được. Đó. 135 thì vẫn không được. 135 để vượt quá cái này. Nó qua bài theo bài 141. Mai có một số kẹo ít hơn 55 cái và nhiều hơn là 40 cái. Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoặc là chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Mai có bao nhiêu cái kẹo? Như vậy là cái số kẹo đó mà vừa chia hết được cho 5, vừa chia hết được cho 3 năm thì chúng nằm ở trong khoảng này, thì ít nhất nó phải bắt buộc nó phải là tặng cùng đó là chữ số 0 hoặc là chữ số 5 và cộng các chữ số lại thì nó phải là chia hết cho 3, hay là số kẹo chia đều, số kẹo vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 3 chấm, mà số kẹo nằm trong khoảng 40 đến 55. Vậy là 40 mà đến 55 tặng cùng nó là
bắt buộc nó phải chữ số 0 và chữ số 5. À, 40 tới 45. 45 là như là 4 cộng 5 bằng 9, 9 chia hết cho 3 và chia hết cho 5 luôn, được không? Như vậy là 45 là hợp lý. Tiếp theo chúng ta xem có số tiếp theo là số 50 được không? 50 thì không được. 50 thì tận cùng nó là chữ số 0 này được, nhưng mà là số 5 không chia hết cho 3. Đó là vậy số kẹo là 45. Cái kẹo. 4 bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.